Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến với các bạn cách vẽ một cái ô cửa 3D đơn giản Thì để vẽ được cái ô cửa này thì trước hết là các bạn sẽ đánh dấu ở trên trang giấy một cái đường kẻ ngang Để lát nữa chúng ta sẽ gập tờ giấy lại Thì theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên sử dụng cái loại giấy mà nó mỏng đừng sử dụng cái loại giấy nó dày quá. Nếu sử dụng cái giấy nó dày quá thì tí cái nếp gấp của mình nó nó sẽ lớn thì nó sẽ không đẹp. Nên sử dụng cái loại giấy mỏng một chút. Thì sau khi đánh dấu xong cái vị trí mà lát nữa chúng ta sẽ gặp thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái ô cửa lên trên cái tờ giấy này vẽ cái ô cửa này thì các bạn sẽ vẽ phía trên cái cái đường mà chúng ta vừa đánh dấu thì ô cửa này thì cũng vẽ như bình thường cũng không có gì phức tạp cả sau khi dựng xong cái hình cửa cơ bản như này thì các bạn sẽ vẽ cái bậc thang các bậc thang này thì các bạn hãy cố gắng vẽ làm sao để cho cái bậc thang nó uh, thành một đường chéo xuống bên dưới đến mép cửa bên dưới để cho nó không bị lệch thì mình đã vẽ một đường chéo mờ mờ này và mình vẽ cái bậc thang theo đấy nếu các bạn không vẽ một cái đường chéo mờ mờ này để xem thì khả năng là các bạn vẽ lệch nó rất cao do đó kẻ một đường chéo thế này sẽ giúp mình vẽ chuẩn hơn Tiếp theo thì ở phần bên dưới cái cánh cửa thì các bạn đánh dấu một điểm thế này Đánh dấu điểm đấy sao cho nó gần thẳng hàng với lại cái đường chéo cầu thang mà mình vừa viết đây Các bạn có thể nó gần như là một đường thẳng ở đây Việc này thì sẽ giúp cho cái cánh cửa của chúng ta khi lúc sau chúng ta uh, lên cái hình 3D ấy, thì nó sẽ không bị méo không bị vẹo tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ thêm một cái đường bên cạnh cái cửa như này <laughs> vẽ thêm một cái đường chéo bên cạnh cái cửa như này thì cái đường chéo này thì các bạn kết hợp với lại cái đường chéo cạnh bên kia có thể thành nhìn nó gần như là một cái tam giác cân giờ chúng ta sẽ kẻ thêm cái thành cửa và kẻ rõ cái bậc thang ra là được tiếp theo thì giờ chúng ta sẽ tô chì vào các thành cửa này thì các bạn cứ tô đều tay không để cho nó lem ra ngoài bút chì thì ở đây mình dùng chì 8B các bạn nhé cho màu nó đậm ở cái phần thành cửa này, thì cái cạnh ngoài của cái cái cánh cửa thì các bạn sẽ vẽ một đường đậm như này các bạn sẽ tô đậm như này dùng bút chì 8B tô đậm với viền này thẳng xuống bên dưới luôn. Các bạn có thể dùng thước kẻ để kẻ để tô cho nó dễ hoặc không thì các bạn cứ tô tay không cũng được. Không cần kẻ, miễn sao là tô cho cái cạnh nó đậm màu như này. tiếp theo thì giờ chúng ta sẽ dùng chỉ 6 b để chúng ta đánh phần tối cái chỗ này sau này nó sẽ là bóng của cái cánh cửa thì ở cái vị trí cái chỗ tam giác nhỏ nhỏ này thì các bạn sẽ tô nó đậm hơn tô màu đậm hơn nha các bạn nhé đây phần trên này thì chúng ta sẽ tô nó nhạt hơn và cái bóng thì nó chỉ đến lưng chừng cái cửa thôi đây nó chỉ đến đoạn này thôi chứ nó không không cao hơn. Ở phần trong cái ô cửa này thì chúng ta cũng dùng chì 6B và chúng ta đánh một cái lớp mỏng. Cái lớp mỏng này thì để về sau là mình sẽ tạo cái cảm giác ở trong cửa nó tối các bạn. Thì khi đánh chỉ 6B này thì các bạn đừng đánh hết toàn bộ cái ô cửa thành tối mà các bạn phải chừa một cái khoảng sáng ở cuối bậc thang và ở phía bên cạnh phía bên tay phải của cái cửa. Để tí nữa thì nó sẽ thành như kiểu là bóng của cái thành cửa nó in vào đấy. Các bạn đừng tô hết, nên là chỉ đánh một nửa đấy thôi. Sau khi đánh chỉ xong thì chúng ta sẽ dùng cái bút giấy để chúng ta di lại chỉ cho nó mịn. Tiếp theo thì giờ chúng ta sẽ vẽ thêm một số phần phụ tô lại các đường nét và đánh lại cái chân bậc thang. Thì đây thì các bạn vẽ thêm một cái tay nắm cửa ở đây. Tay nắm cửa này thì nó sẽ nằm ở vị trí 1 phần 3 của cánh cửa phần từ cái đường kẻ đổ lên. Ấy. tiếp theo thì giờ chúng ta chỉnh sửa cái bậc thang này chúng ta sẽ dùng chỉ 8 b để chúng ta làm đậm cái mặt đứng của cái bậc thang này mặt đứng này toàn bộ cái mặt đứng này các bạn để chỉ 8 b để đánh nó đậm lên tiếp theo thì cái cái mặt trên của cái bậc thang thì chúng ta dùng tẩy chúng ta tẩy nhẹ nhàng cho nó sáng lên một chút là được các bạn chấm những cái nét chấm rất nhẹ nhàng bằng cái tẩy xét hoặc tẩy bình thường cũng được đấy cho nó sáng lên một chút như này là được tiếp theo giờ chúng ta đặt cái thước kẻ lên cái đường lúc nãy mà chúng ta đánh dấu để gặp ấy chúng ta gặp tờ giấy vào là xong và đây là thành quả đây các bạn chúc các bạn thành công